Thưa quý vị, lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh trong kỳ nghỉ lễ dài ngày tăng đột biến, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh trật tự, nhất là trật tự an toàn giao thông tại các khu du lịch nghỉ dưỡng. Nhưng do chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, nên tình hình trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông được đảm bảo ổn định. Dịp nghỉ lễ dài ngày nên nhiều người có nhu cầu về quê, đi chơi xa, nhu cầu tham quan du lịch sẽ tăng lên rất cao. Đây là tín hiệu vui, cho thấy nhịp sống đã trở lại bình thường. Kinh tế xã hội đang phục hồi và phát triển sau dịch Covid-19. Thế nhưng, việc người dân và phương tiện tham gia giao thông tăng đột biến, kéo theo nỗi lo về nguy cơ mất an toàn giao thông. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ người dân vui chơi đi lại trong dịp nghỉ lễ, lực lượng cảnh sát giao thông chủ động nắm tình hình, tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các kế hoạch, công văn, điện chỉ đạo của Bộ Công an, Cục Cảnh sát Giao thông và Công an tỉnh về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông gắn với cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trên các tuyến địa bàn. Lực lượng cảnh sát giao thông đã mở đợt cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm theo các chuyên đề, trong đó tập trung xử lý các hành vi vi phạm như chạy quá tốc độ, vi phạm quy định về nồng độ cồn, điều khiển phương tiện mà trong cơ thể có chứa chất ma túy. Đặc biệt, chuyên đề kiểm soát nồng độ cồn được lực lượng cảnh sát giao thông triển khai xuyên suốt đã góp phần rất tích cực trong kéo giảm tai nạn giao thông liên quan tới hành vi sử dụng rượu, bia và lái xe, vốn là nguyên nhân gây tai nạn giao thông dịp lễ Tết. Tại các địa bàn trọng điểm về du lịch của tỉnh, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã huy động tối đa lực lượng phương tiện thực hiện nhiệm vụ trên tất cả các tuyến đường. Đội cảnh sát giao thông đường bộ đã thực hiện nghiêm túc kế hoạch của phòng cảnh sát giao thông là tuần tra khép kín địa bàn, điều tiết giao thông tại những nơi hay xảy ra ùn tắc giao thông, nhắc nhở những cái bà con mà đi về nghỉ lễ hoặc là đi du lịch, những cái trường hợp cố tình vi phạm không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát giao thông đó là cương quyết xử lý. Cùng với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh, lực lượng cảnh sát giao thông công an các địa phương cũng tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chuyên đề kiểm tra và xử phạt vi phạm về nồng độ cồn, góp phần nâng cao nhận thức và thay đổi ý thức chấp hành của người tham gia giao thông ở địa phương về vấn đề giao thông và đã uống rượu bia thì không lái xe. Toàn thể lực lượng cán bộ chiến sĩ công an huyện cũng quyết tâm để giữ vững ổn định về trật tự giao thông trong dịp 30 tháng 4, 1 tháng 5, rồi trong dịp nghỉ hè sắp tới, tập trung các chuyên đề như nồng độ cồn, chuyên đề về tốc độ và tải trọng. Là địa phương có tình hình tai nạn giao thông có chiều hướng phức tạp, 3 tháng đầu năm nay trên địa bàn huyện Châu Đức đã xảy ra 18 vụ tai nạn giao thông, làm chết 12 người, bị thương 13 người. So cùng kỳ năm 2022 tăng cả 3 tiêu chí. Để góp phần hạn chế tối đa tai nạn giao thông trước, trong và sau dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5, Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức đã chỉ đạo các địa phương ra quân đồng loạt xử lý nghiêm việc lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông tại các tuyến đường, khu vực trên địa bàn. Lực lượng công an huyện tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội trên các tuyến đường. Chủ động dự báo tình hình, triển khai thực hiện tốt các giải pháp công tác. Trong những ngày lễ vừa qua, tài xế, người dân cơ bản chấp hành đúng các quy định khi tham gia giao thông. Ghi nhận ban đầu, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh nhìn chung đảm bảo ổn định, không xảy ra ùn tắc giao thông và đua xe trái phép. Theo báo cáo nhanh của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, trong 5 ngày của kỳ nghỉ lễ Dỗ Tổ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, trên địa bàn tỉnh xảy ra 9 vụ tai nạn giao thông, làm 4 người chết, 10 người bị thương. So sánh với cùng kỳ năm 2022 giảm 2 vụ, số người chết giảm 4 người, số người bị thương giảm 4 người. Với việc chủ động và quyết liệt thực hiện các mặt công tác nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương 30 tháng 4 và 1 tháng 5, tình hình an ninh trật tự cơ bản được giữ vững ổn định. Tình hình trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường được bảo đảm, chưa để xảy ra ùn tắc hay mất trật tự an toàn giao thông, góp phần mang lại một ấn tượng tốt đẹp đối với người dân và du khách.